đến phút 85 của trận đấu, Hà Đức Chinh một lần nữa cho thấy dù chiều cao không thực sự là quá nổi trội, nhưng điều quan trọng đó chính là chọn điểm rơi, chọn vị trí, và Hà Đức Chinh đã mở tỷ số của trận đấu. Người đã có đường truyền ban đầu đó là Đoàn Văn Hậu. Chúng ta cũng thấy là bàn thắng này có kịch bản rất giống với bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Văn Hậu là người đã xuất hiện ở cột xa và đánh đầu trả bóng vào trong. Chỉ khác biệt ở chỗ